video này cho bác nào mà mình thích cái độ thủ công cao này. Phải nói là tất cả mọi thứ thì mình hoàn toàn thủ công. Ví dụ như là từ cái đập lưỡi này, mình đều là thủ công. Và vót tay này, tra tán vào khâu này thì mình sẽ sử dụng cái khâu thủ công cực kỳ là cao. Thì nói chung là sẽ sử dụng cho bác nào mà mình thích những cái con hàng có cái độ thủ công cao, tỉ mỉ cao và chất lượng lưỡi thép đặc biệt thì nó sẽ là ở trong cái video hôm nay. Ví dụ như cầm cái ca tay em thì con này thì em lên tương đối là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần em chỉ lên được khoảng 1 con đến 2 con thôi. Bởi vì là thực sự là cả ngày thì có thể mới chỉ làm được 1 con đến 2 con thôi, nên em cũng không quá là nhiều hàng để giới thiệu với tất cả các bác. Còn cái dòng hôm nay em đang giới thiệu với các bác đây là cái dòng lam cưa các bác nhé. Đối với cái dòng lam cưa này ấy, nhiều bác nói là muốn là mài cái bề mặt lưỡi này nó không có vết đá mài được không, thì là tùy thuộc vào các bác chơi. Nếu mà mình mài cái hệ mà không có đá mài ấy, thì là mình sẽ sử dụng mài máy, thì nó sẽ sử dụng là cái khi mà mình cái nhiệt độ nó nóng quá ấy, nó ảnh hưởng đến chất lượng lưỡi thép thì làm cái lưỡi thép nó bị non đi. Còn đối với cái những cái dòng mà sử dụng bằng mài tay này, mài mịn bằng cái đá này này, bằng cái đá này hoàn toàn ấy, thì là cái độ thép được giữ nguyên. Đặc biệt là mình vừa mài đá mà mình vừa sử dụng cái chậu nước ở đây, đây chậu nước đây và cái cục đá mài ở đây, thì nó sẽ giữ lại được cái chất lượng lưỡi thép có độ bền bỉ, cứng và dẻo dai nhất có thể, chuẩn của nó các bác nhé. Như từ những cái khâu này thì làm thủ công hoàn toàn, vót tay hết cho tất cả các bác này, các bác thấy không ạ? Cán này, cán gỗ cẩm nam thì nó sẽ có màu đỏ như thế này. Dòng này thì khóa lưỡi cực kỳ tốt các bác nhá. Em vào lưỡi cho bác xem này. Đấy, khóa lưỡi như thế này là cực kỳ tốt các bác nhá. Còn em này thì em vẫn đang chào bán các bác rồi. Đối với cái dòng dao cưa, lam cưa ấy, thì đang chào bán các bác với cái giá là 695.000 một em các bác nhá. Rồi, em xin phép qua mẫu luôn. Thì đến với con tông tiếp theo đây cũng là một trong những cái mẫu mà các bác ưng mà em chưa từng dám lên video. Vì các bác hỏi tại sao là em không lên video, vì lên video thì em sợ làm hàng không kịp. Em sợ là cái mức độ làm hàng của mình không kịp để trả hàng cho tất cả các bác. Thì nó sẽ là lên một em da tông hèn thủ công hoàn toàn, lưỡi là 25 các bác nhé. Bản thông phần rộng nhất thì nó sẽ rơi vào là bản 5, độ dày sống lưng là 5 ly. Con này là mình đang là cái dòng lam cưa cho tất cả các bác này. Nhưng cái này là khâu này này, khâu này mình đều đập thủ công thì nó mới có lỗ như thế này. Đặc biệt là những cái chỗ này gò cán ấy, gò đồng ấy, thì mình đều là gò thủ công cho tất cả các bác. Nhìn như vậy thôi, nhưng con hàng nó giữ được cái sự nguyên vẹn, giữ được cái gọi là truyền thống nguyên vẹn của nó, và cái độ sắc bén cao, cái lưỡi nó sẽ giữ rất là lâu dài. Đấy, bởi vì tất cả em đều mài bằng cái đá mài này mà. Đó là hàng này sẽ dùng cho bác nào thích hàng thủ công cao, cái dòng truyền thống thủ công cao, thì các bác cứ tham khảo trong cái video ngày hôm nay xem. Đó, đấy là con tông. Thứ hai sẽ là một con dao dựa. Con này thì đáng nhẽ đợt trước em đang có ý định là làm dựa mini thì nó sẽ rơi khoảng 10 cm lưỡi thôi. Tuy nhiên là không thống nhất được với anh nhà, nên là anh ấy đã làm cái lưỡi lên 20 luôn. Còn ban đầu em muốn là tổng trọng lượng cả cán cả lưỡi nó sẽ rơi vào 20 cm thôi. Cho bác nào mà mình vẫn thích dựa nhưng mà thích cái dòng mini, nhưng con này cũng thuộc một trong những cái dòng mini mà em muốn giới thiệu với các bác này. Dựa này là dựa miền Nam mà các bác cực kỳ thích cái kiểu dựa kiểu như thế này này. Nhỏ gọn thôi các bác ạ, đây nhỏ gọn thôi. Riêng lưỡi là rơi vào là 20 cm, cán là 25 cm các bạn, cái 25 26 cm như thế này. Cầm là vừa vặn, nhìn dày vào 5 ly nhưng mà nó vừa, nó không quá là nặng. Mà đối với cái chất lượng lưỡi thép này ấy, thì nó sử dụng là đang là lam cưa nên là nó sắc bén cực kỳ là cao các bác nhá. Đấy, từ cái cán này vót thủ công nên là nó không có sự trơn trượt về tay cầm đâu các bác ạ. Em này giá khởi điểm bán cho tất cả các bác chỉ có giá là 520.000 của em, đồng giá với con dao tông các bác nhá. Đồng giá với dao tông, bởi con này hiện tại đang sử dụng dòng lam cưa. Lam thì các bác biết rồi, có lam kẹp và lam đặc. Tất cả những cái dòng dao mà mình làm ấy thì mình phải sử dụng lam đặc mới làm được con dao các bác nhá. Các bác đợi một chút em sẽ cho các bác xem cái dòng lam đặc như thế nào nhá. Đây các bác nha, mời các bác cùng xem. Không phải là con nào em cũng có cả cái lam như thế, em mua về là em có thể làm được dao hết đâu. Lam ấy thì bên ngoài nó sẽ kẹp vào như thế này các bác thấy không? Thậm chí là có nhiều lam ấy nó không phải lam đặc mà là nó lam kẹp, thì em chỉ sử dụng được ở phần giữa của nó thôi.
Đấy, em chỉ sử dụng được ở phần giữa của nó là lam đặc như thế này thôi thì mới có thể làm giao cho tất cả các bác được. Còn có những cái dòng lam ấy nó kẹp từ đầu đến cuối ấy, thì mình không thể nào làm được các bác nhá. Đó, nó sẽ kẹp vào như thế này. Có những loại ấy nó kẹp hẳn luôn chứ nó không có đặc nên mình không làm được. Cái này mình cũng là có sự chọn lựa đấy các bạn. Nên là uy tín các bác nhá. Là bác nào đặt hàng thì mình cứ liên hệ em thôi. Hàng thì hơi chậm hơi lâu một tí nhưng được cái là nhận hàng thì ưng ý chất lượng các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái clip của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip lần sau. Em Huyền, xưởng da Vuxen HD trên Cao Bằng. Zalo là 0347 753 780 các bác nhé. Xin chào tất cả các bác ạ.